Vâng, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huê. Thì ngày hôm nay bên em về số các cái phụ kiện này. Đấy, rồi máy móc hàng cực kỳ chất lượng tới tay các bác nhà mình luôn. Thì xin phép em lên sale cho tất cả anh em thợ, các bác mà đang quan tâm theo dõi cái kênh YouTube Cu Bờm TV nhà em các anh em nhé. Anh em mà quan tâm bên em thì nhớ đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để khi bên em lên video clip này, các bác có thể cập nhật được luôn. Đó. Đầu tiên này, wow, rất là nhiều các cái phụ kiện này. Wow, đầu tiên lên cho em này, cái bộ. Đầu tiên là các bác lên cho em cái bộ tip này. Bộ tip 12 chi tiết này. Bộ tip 12 chi tiết có cần tự động cho anh em luôn. Hôm nay sale rẻ cho tất cả các bác nhà mình luôn nhá. Này về số lượng cực kỳ là lớn đấy, sẽ sale rẻ sập sàn cho anh em nhà mình luôn. Đây. Đấy, anh em cùng em đi giới thiệu sơ qua nào. Ok này, đầu tiên sẽ là cái bộ tuýp 12 chi tiết có cần tự động như thế này. Có hộp đựng 10 ngàn nhá. Ok này, em sẽ mở cho anh em luôn. Đây, nó sẽ gồm một cái cần tự động dài khoảng 25 phân này. Một cái nối dài này. Và 10 khẩu, 2, 4, 6, 8, 10 khẩu. 10 khẩu, khẩu từ 8 đến 24. Đầu 1 phần 2 sẽ gồm khẩu 8, 10, 12, này, 13, 14, 15. 17, 19, 22 và 24 này. Đầu dài tự động anh em nhé. Đây em sẽ cho các bác xem này. Cái này làm bằng, ui chắc quá. Làm bằng thép CRV, rất là chắc chắn cho anh em luôn. Ui, ok các bác nhé. Đây, bấm thử cho anh em xem này. Ồ, rất là tiện lợi luôn anh em nhé. Và các bác có thể dùng những cái bộ những khẩu bu lông đầu phần 2 này lắp vô máy được luôn cho em nhé. Thanh lý xeo xả cho anh em thì với giá là 199.000, 200.000 bao ship. 200.000 bao ship luôn anh em nhé, 200.000 miễn phí ship vận chuyển này. Tiếp này, lên cho em những cái bộ tip này. Bộ tip 10 món của Hukan này. Bộ tip 10 món của Hukan gồm khẩu từ 8 đến 24. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 và 24 này. Giá tới đây các bác 250 này, bao ship luôn anh em nhé. 250.000. Đây là bằng thép CRV và dài 8 phân anh em nhé. 250 bao ship luôn cho em này. Tiếp là cái tiếp lên cho em là cái cưa tay này. Cưa tay nhé. Cưa tay có gấp gọn như thế này, rất là dễ dàng này, khóa an toàn anh em nhé, mở ra này. Ok này. Để em sẽ đo cái đường kính cho các bác xem luôn. Rất là dài, cũng khá là dài luôn. Cưa này. Ui. Đây. Ok này. Dài 24 thôi nhá. Cái lưỡi cưa này dài 24 này, cán này. Đây là kích thước loại to nhá. Cán dài 30. Đấy. Tổng cái này gập vào là khoảng dài 53 phân. Rất là ngon luôn anh em nhé. Cưa gỗ các kiểu cho các bác luôn. Có khóa chốt an toàn khi anh em sử dụng này. Lưỡi rất là bén, rất là sắc luôn anh em nhé. Kim rất sắc luôn. Chúng cái này không cẩn thận là chảy máu tay luôn. Đấy, giá con này thì sale rẻ cho anh em luôn. Có cái hộp đựng như thế này. Có cái hộp đựng như thế này các bác nhé. Sale rẻ cho các bác 80. 80 cho em này. 80 cho em anh em nhé. Tiếp lên cho em này, à đây. Tiếp lên cho em cái bộ cờ lê. Bộ cờ lê 14 món này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 này. Của Zeti nhá. Của hàng Mỹ nhá các bác nhá. Của Zeti hàng Mỹ này. Có khóa vòng này. Có khóa vòng miệng này. Có khóa vòng miệng anh em nhé. Hàng Zeti dày dặn dã man luôn. Đây cho anh em xem. Hàng dày dặn dã man các bác nhá. Rồi sale các bác 300 ngàn miễn ship. 300 miễn ship cho em. 300 miễn ship nhé. Bộ cờ lê có vòng miệng từ 8 đến 24 cho em. 300 bao ship hàng của Mỹ các bác nhé. Tiếp này. Tiếp lên cho em những cái cưa. À quên, xin lỗi. Tiếp lên cho em là cái bơm. Bơm 2 piston hoặc là bơm 2 lòng. Bơm xe này. Bơm xe các bác có thể dùng để bơm bóng này. Bơm xe đạp, xe máy, xe ô tô cho em. Bơm 2 lòng này. Rất là khỏe luôn. Con này này có chút mở này. Rồi, chốt khóa giữ này rất là tiện lợi cho anh em luôn nhá. Thì cái bơm này này, nó sẽ là bơm tối đa là 150 psi. Và bơm tối đa là 13 nhân 10 cân đó. Đó, giá sale các bác 250 này, bao ship cho em nhá. 250 bao ship này.
Tiếp lên cho em này, vào đây. Tiếp lên cho em là những cái kìm, cái kìm chết này. Các bác trong Nam hay gọi là kìm bấm này, ngoài Bắc hay gọi là kìm chết này, hoặc kìm bấm chết cũng được. Rồi, kìm bấm chết cho em rất tiện lợi cho các em thợ thuyền, các bác nào cũng cần sẽ có này. 80 cho em, 80.000 cho em nhé. Tiếp này, cái thước cuộn tự hãm này, thước cuộn tự hãm rất tiện dụng này, 5m anh em nhé, rất là cứng luôn. Đấy. Đó, rất là tiện dụng các bác nhé. 40 cho em nhé, 40.000 này. Tiếp lên này, kìm này, kìm cho em này, bộ 3 kìm luôn. Đây, bộ 3 kìm cho em, kìm băng này, kìm cắt này, và kìm nhọn này. Đấy, kìm băng và kìm cắt thì cái size của nó là size 8 inch nhá, 8 nhá, size 8 này. Còn kìm nhọn là size 6 các nhá. Kìm băng này, giá hoặc kìm băng hay gọi là kìm điện cũng được. Nói chung là cái nhiều nơi cái gọi là cái cách gọi của nó khác nhau ấy. Em phải gọi kìm điện, kìm băng cũng được. Kìm điện cho em nhá. Kìm điện 8 giá là 50.000 cho em này. Rồi, kìm cắt 8 giá cũng 50.000 cho em này. Kìm nhọn 6 này, kìm nhọn 6 giá 45.000 cho em nhé. Anh em nhé, bộ 3 kìm là 145.000 rồi các bác nhé. Rồi này, tiếp lên cho em nhé. Tiếp này, anh em lên cho em cái gì nhỉ? Cái bộ lưới ốc gãy này. Bộ lưới ốc gãy có size từ 3 cho đến 3 đến 18 à. Rồi, bộ 5 chi tiết bộ lưới ốc gãy này. Rất là nhiều cái kích cỡ để các bác mở ốc nhá. Giá cho anh em 70.000 cho em nhá. Tiếp nào. Tiếp lên cho em là cái đây. Kéo cắt cành hoặc là kéo bonsai này, hàng của Nhật các bác nhá. Kéo bonsai hàng Nhật luôn. Trời ơi. Nó có cả một cái lò xo đi kèm theo kéo luôn nhá. Rất là tiện lợi. Wow. Rất là tiện lợi anh em nhé. Rất tiện lợi cắt tỉa các kiểu luôn. Kéo bonsai cho anh em nhé. Cắt tỉa cành rất tiện. Giá cho em. Rồi, giá cho em 80.000. 80.000 các bác nhé. Có đâu cái lò xo đâu ta. 80k cho em nhé. Tiếp lên này. Tiếp lên cho em là đây những cái bộ tip này. Bộ tip 12 xin lỗi, bộ tip này 32 chi tiết luôn. Bộ tip 32 chi tiết luôn anh em nhớ. Hôm nay về nhiều lắm. Về nhiều lắm nên là sale giá sập sàn luôn cho anh em. Sale giá sập sàn luôn. Trên thị trường đang bán giá 600.000 bộ đúng không? Em bán, em Trang bán cho các bác giá 450 đấy, em bao ship luôn. 450 em bao ship luôn nhá, làm bằng thép CRV và được mạ chrome cực kỳ sáng bóng cho các bác luôn này. Có bao nhiêu khẩu này? 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16 này, 18, 20, 22, 24, 22. Có 25 khẩu này. Một cái tay tự động này, một tay tự động này. Các cái đầu nối dài này và có cả một cái lắc léo cho anh em nhé. Một cái lắc léo cho anh các bác luôn nhá. Rồi, tiện lợi dã man luôn. Giá cả một hộp như thế này. Quá nặng quá. Rồi, giá cả một hộp như thế này bán cho các bác 450 này, em bao ship luôn nhá. Bộ 32 PCS này, 32 chi tiết luôn. Tổng là 32 chi tiết giá 450. Em bao ship cho các bác nhá. Thị trường là bán 600 không quan tâm. Sale cho bác 450 này, bao ship này. Rồi này. Tiếp lên cho em này. Anh em lên tiếp cho em này, cái bộ khẩu 20 món này. Bộ khẩu 20 món khẩu dài 8 phân này. Khẩu 20 món dài 8 phân này. Rồi. Gồm khẩu từ 8 đến 20 gồm khẩu từ 8 đến 32, nói chung là toàn khẩu thông dụng thôi. Rất là chắc luôn anh em nhé, rất là dày dặn, hàng cực kỳ là nặng luôn anh em nhé.
Rồi giá cho em là 500 ngàn bao ship cho em nhé. 500 ngàn bao ship bộ 20 chi tiết này. Hộ bộ này gọi là bộ 20 chi tiết cho em. 20 PCS này, 20 chi tiết này. Rồi, dài 8 phân cho em nhé. Dài 8 phân. 500 ngàn bao ship cho em nhé. Tiếp lên các bác ơi. Tiếp lên cho em là đây, tiếp lên cho em là những cái phun sơn điện. Phun sơn điện BFA. Bếp bằng đồng luôn anh nhá. Phun sơn điện BFA. Bếp đồng luôn. Con này dung tích bình chứa là 750ml này. Công suất của nó là 750W này. Giá cho anh em 620 ngàn bao ship này. 620 ngàn là bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc này. Rồi, và tiếp lên cho em là những cái con máy khoan. Khoan 12V của DCA. Nói về thương hiệu DCA thì gọi là cái thương hiệu nó rất là lâu đời rồi các bác nhé. Chất lượng được kiểm chứng rất là qua 5 tháng cho anh em rồi. Pin cực kỳ là bền cho bác luôn. Để mà xài, con này các bác cứ cầm cái máy này rất là chắc tay luôn anh em. Biết là hàng ngon thế nào luôn. Con này mã máy là ADZZ1202. Đầu kẹp 10 ly cho em, có 18 cấp trượt này. Hai chức năng, khoan bắn vít và khoan sắt khoan gỗ cho em. Hai cấp tốc độ nhanh chậm các bác điều chỉnh trên thân máy này. Đấy, một bộ sẽ gồm một thân máy, hai pin 12V này. Một cốc sạc như này nhá. Một cốc sạc và hộp đựng. Cầm cái sạc, cầm cái pin gọi là nó đã khác rồi. Hàng cực kỳ chất lượng. Bên ngoài các bác ra cửa hàng mua đảm bảo 950 một triệu luôn. Em bán cho anh em là 800 ngàn là em miễn phí ship nhá. DCA logo dập nổi anh em nhá. Có báo pin này luôn, có báo pin luôn. 800 ngàn cả bộ như này, miễn phí ship cho anh em này. Tiếp đến là cái thân mài của để quát cho em nhé. Nói chung là các bác cầm thì anh em rất là thích những cái bộ cái tay cò bóp như thế này, bởi vì nó nhỏ gọn, cái chỗ tay cầm nó rất là nhỏ gọn mà có bọc cao su, có chống trơn trượt khi các bác sử dụng luôn. Ok này, anh em sẽ với những thân mài này các bác lắp vào những cục pin chân pin phổ thông và có dòng xả cao cho em nhé. Đây, chân pin phổ thông và chân pin 4 phân như thế này thì em sẽ lắp thử vô và cho các bác nghe này. Con này thì chạy khá là êm luôn anh em nhé. Chạy rất là êm luôn cho em. Thì thân máy như thế này. Thân máy như thế này. Có luôn là cái dụng cụ chắn này, tay mở này và tay cầm phụ này. Giá cho em 500 ngàn. Em bao phí ship cho bác. Và sẽ có tặng co cho anh em là một cái đá cắt đa năng. Đá cắt đa năng cho các bác luôn. Với một tốc mốt anh em nhé. Ui chắc quá. Đó. Và tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em là các bác lên cho em những con dòng đầu kẹp 13 ly này. Đầu kẹp 13 ly. Con này thì nhà em còn đúng bản pin nâng cấp thôi. Hàng rẻ đã hết. Còn đúng bản pin nâng cấp cho tất cả anh em nhà mình này. Makita đầu kẹp 13 ly này. 3 chức năng này. Khoan bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ và búa để hỗ trợ anh em khoan tường. 20 cấp trượt này. Đầu kẹp 13 ly đầu sắt cho em. Có đảo chiều đầy đủ và có cò điều tốc cho em nhé. Pin của con này sẽ là đây. Sẽ có dập logo là Navara 666 luôn cho em. Hai quả pin nhé. Navara 666 cho em. Pin là pin 1600mAh. Pin là pin 1600mAh anh em nhé. Pin xanh 1600mAh. Có nhất rất nhiều video em đã khui hẳn pin cho các bác xem rồi. Một bản pin là pin nâng cấp nhá. Một bộ là một thân máy này, hai pin 10 cell, một sạc bàn, một hộp đựng này. Thì em có tặng cho anh em khi mua hàng sẽ là một bộ con sâu 21 chi tiết và kèm theo hai cái khoan năng 68 nhá. Giá là 1,2 triệu miễn phí ship luôn. Động cơ không than, máy rất là ngon và đa di năng, phục vụ anh em từ thợ thuyền đến các bác và làm gia đình cần một con máy và xài đa di năng tăng tốc độ cho em thì lên con này nhá. Tiếp lên cho em là những cái dòng bù lông này. Bù lông 3 đèn anh em ơi. Trời ơi, con này em bán thì rất là nhiều rồi. Em bán cực kỳ nhiều ra thị trường luôn các bác nhá.
bu lông 3 đèn. Rồi. Ba cái đèn này rất là sáng này. Bu lông đổ rỗng này, vừa có thể xít ốc, vừa bán vít bán tôn này, đầu 1/2 luôn anh em nhé. Có đảo chiều đầy đủ, cò đều tốc đây. Đó. Hai tốc độ nhanh chậm anh em điều chỉnh trên nút nguồn cho em. Rồi, một thân mãi, một bộ sẽ là gồm một thân máy này, hai pin 10 cell. Pin 10 cell của Navara 666 nhá. Một pin này là pin 1600 mAh, pin xanh cho em. Tại vì nhiều đơn vị họ làm cái pin là pin rẻ, pin tím rồi các thứ pin rẻ. Đấy, con này có báo pin luôn. Một bộ gồm một thân máy này, hai pin 10 cell pin 20V, một sạc bàn, một hộp đựng này, một khẩu 22 đi kèm. Và em có tặng cho các bác khi mua hàng là một đầu chuyển sang chuyên vít, một đầu chuyển sang khoan, một đầu chuyển sang khoan mang ranh 13 ly. Đó. Giá cho em con này chỉ với giá là 1.150.000, miễn phí ship cho em nhé. Miễn phí ship luôn. Anh em không thích màu vàng thì lên màu xanh của Makita cho em nhé. Không thích vàng lên màu xanh của Makita. Màu vàng thì nó sẽ dập là XR, màu xanh sẽ là BL cho em này. Ba đèn cực kỳ sáng, bu lông đầu rỗng, kiêm vít, kiêm tôn luôn cho em nhé. BL này, có cò điều tốc này, có đảo chiều đầy đủ luôn cho em. Đây, tốc chậm này và tốc nhanh này. Rồi, một bộ sẽ gồm một thân máy này, hai pin 10 cell, pin 20V, một sạc bàn, một hộp đựng, một khẩu 22 và một cái dây đeo cho em nhé. Bộ này thì em cũng sẽ tặng cho các bác luôn là một đầu chuyển sang chuyên vít và một đầu chuyển sang khoan 13 ly. Giá cho anh em là 1.150.000, em miễn phí ship các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra đầy đủ này. Tiếp này dành cho anh em đi thợ chinh chiến công trình. Dành cho các bác thợ chiến công trình cho em thì lên cho em con Akuza. Akuza đầu kẹp 13 ly, auto lock khóa cứng trục. Hai pin 10 cell, xin lỗi. Hai pin 15 cell, dung lượng lớn cho anh em luôn các bác nhá. Đấy, về các bác có thể mua con này thì anh em có thể là anh em lắp được những cái thân máy mài, máy thổi bụi, máy cưa kiếm các kiểu luôn cho em, có đèn báo pin luôn. Đấy. Logo Akuza dập nổi cho em các bác nhé. Con này là mã Akuza K1. Đầu kẹp 13 ly cho em. Một bộ gồm một thân máy này, hai pin 15 cell, một sạc bàn, một hộp đựng. Có phiếu bảo hành thì em không ghi viết vào phiếu đâu, bởi vì em dán tem bảo hành của bên cửa hàng mà. Đầu kẹp 13 ly auto lock khóa cứng trục cho em nhé. Có 3 chức năng này, khoan bắn vít này, khoan sắt, khoan gỗ và búa để hỗ trợ anh em khoan tường được luôn. Giá tới tay các bác 1.900.000, miễn phí ship nhé. Anh em thợ chinh chiến công trình thì lựa chọn con này cho em, 1.900.000 này, miễn phí ship này. Tiếp là lên cho em con bê tông bin của DCA. Thực sự ra nói về hàng DCA, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó, chức năng khoan bê tông này, chức năng khoan có búa này và chức năng đục cho em. Anh em làm trên cao mà không dòng dây điện được, lên con này rất là tiện lợi luôn. DCA logo sập nổi nhá. Hai pin là 20V này. Đèn rất là sáng này. Một bộ sẽ là gồm một thân máy này, hai pin 10 cell, một sạc bàn và một hộp đựng như này. Con này là con mã là gì nhỉ? ADZC04-24. Hàng chính hãng của DCA, bao cho anh em luôn, bao cho anh em chinh chiến công trình luôn các bác nhá. Các bác làm nặng tải các kiểu lên con này cho em nhé. Rất là khỏe và rất là ngon. Pin ngon, máy ngon. Giá cho anh em 2.800.000 này. Này, em miễn phí ship này. Và còn là rất nhiều các mã sản phẩm nữa. Rồi, hôm nay em lên sale một số mã cho anh em nhà mình luôn. Giá rẻ sập sàn, bao giá cho các bác luôn. Bao giá cho anh em luôn nhé. Thì anh em có cần cái mã sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp qua bên em, có hai đầu số em để trên màn hình nhé. Đó là 0982 826 628 hoặc 0929 826 628 anh em nhé. Rồi, rất là nhiều các mã sản phẩm sale giá rẻ sập sàn tới tay tất cả các bác thợ thuyền, anh em làm gia đình luôn. Thì cái YouTube nó sẽ bị ẩn comment khi các bác nhắn cái số điện thoại trực tiếp lên. Đấy, nên là anh em có nhu cầu mã nào thì liên hệ trực tiếp qua bên em.
qua các số điện thoại của bên em là 0982 826 628 và 0929 826 628 anh em nhé. Em có thể là gọi điện trực tiếp, mà bên em chẳng hạn bên em các bạn không nghe kịp thì các bác có thể là các bác nhắn Zalo hoặc nhắn tin trực tiếp thì bên em sẽ alo lại để chốt đơn cho anh em luôn. Thì anh em quan tâm theo dõi bên em thì có thể là đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để cập nhật những video clip mới nhất nhé. Vậy em xin chào và tạm biệt tất cả các bác ạ. Chúc các bác có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và em xin chào các bác ạ.